Đây là hôm nay là ăn quẩy bột ngô các bạn nhé. Xe có nhiêu? Cái này là phải quẩy rất lâu các bạn ạ, thì mới chín được. Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn, mình tên Pashwa. Chào mừng các bạn quay lại với channel Hùng Kaka Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Như hôm qua là đi mua sắm tất cả những cái đồ bảo hộ lao động các bạn nhé. Thì hôm nay là tiếp tục bắt đầu chứng tinh là cho đất vào mỏng các bạn nhé. Đây là tận dụng là cuộn từ phía sau đấy, vì cũng là để làm sau này là giảm cái độ thấp ở phía sau đấy, để được khỏi tràn vào lên tường các bạn nhé. Nên là cái phía sau đấy khoảng tầm từ bờ tường đi ra đến khoảng 5m đến 7m là mình cho cuộn bằng một loạt bằng thế này là cho đất vào đây. Đấy, cũng như là cái mỏng đấy các bạn nhé. Đấy, hôm trước là mỏng nó xây đấy các bạn này. Đấy, và bây giờ chỗ này là cái răng xây là đấy, là mình có xây hai hàng gạch tập lỗ thế này các bạn nhé. Xong là mình sẽ đã thả sắt ở giữa và đã đổ răng các bạn nhé. Để làm thế này nó tiền mà nó rất là chắc, chứ không làm ván đâu. Làm ván là nó không thẳng mà làm ván là rất lâu. Đấy, đóng ván để làm hộp đổ răng là rất lâu, nên mình là cho xây luôn đây thẳng tắp các bạn. Đấy. Đấy, và bên này cũng vậy. Đấy, cứ xây gạch tập lỗ thế này. Đấy, mình là xây hộp thế này các bạn, xong thả sắt lên đổ răng vào đấy. Đấy, mọi người cũng đang là cuộc đất làm gần sẵn rồi các bạn nhé. Đấy, và bên này là đội nấu ăn đấy các bạn nhé. Engineer đã có gì nhỉ? Đây, đây là hôm nay là ăn quẩy bột ngô các bạn nhé. Xe có nhiêu? Cái này là phải quẩy rất lâu các bạn ạ, thì mới chín được. Và bên này thì cứ bữa ăn đấy, có đây đang nấu rồi các bạn. Đấy, hôm nay là đổi món cá và một ít trứng này, cái làm cái gì đây mọi người, nói là mọi người cứ tự nấu theo sở thích của mọi người các bạn nhé. Vamos cavar aqui. Não, assim já tá bom. Já tá bom, né? Agora quero que essa bananeira sai a camada. Depende. Olha, Chacabani. 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 Chacabani e tem Cirilo. Bác trưởng thôn là cùng gia chỉ đạo mọi người cuộc đất đổ vào các bạn, cũng như bên này. Cái này chỉ là mà nó chỉ phải làm vậy.
Các bạn nhé, cũng như là gạch mình đặt ở bên xưởng xưởng Quang Dung đấy, đã chở sang đây là được 1/4 rồi các bạn, đã chở được 1.500 gạch đấy, tất cả là xếp vào đấy rồi đấy, bây giờ chỉ có là san đất băng ở trong móng nhà đấy. Bắt đầu buổi chiều nãy là sẽ xây luôn, là thì trước lúc là vào xây thì mình cũng có một món quà đấy, cho tất cả những anh thợ thôi đấy, những thợ chính thợ xây các bạn nhé. Chắc bà bạn cũng biết cái gì đấy. Còn những anh thợ phụ thì là không làm nên không cần dùng được cái đấy. Đấy, bây giờ mình cũng đã để trong xe đây. Thì bây giờ sẽ gọi tất cả ra để nhận luôn. Không phải tất cả mà những anh thợ đó, những người đội mũ trắng các bạn nhé. Đấy. Chỉ những người đội mũ trắng thì mới có thôi. Yeah, tudo mestre, vem. Tudo mestre. Chapéu branco. Chapéu branco. Capacete branco. Cứ phân biệt là cứ màu mù đấy là đội là xây, màu xanh là phủ đấy, khi nào gọi đấy là rất là dễ dàng đấy, chỉ cần gọi mù trắng là tất cả mù trắng sẽ đến, gọi mù xanh là mù xanh sẽ đến, gọi mù đỏ sẽ đến. Vuoi fare come sei levantapiedi, né? Sì. E già compra una cosa per tutto mettere. Sì. Vem aqui, vai deixar bem. Vai não, Kelly. Não, Kelly. Isso é muita matéria. Bonito! Các bạn nhé, qua thờ cháy là không thể thiếu những cái này các bạn ấy, mỗi người một cái bàn xóa và một chiếc bái để cháy và một cái thước để cấn các bạn nhé, cấn mặt bằng, cấn thế này cũng như thế này. Dạ, cada metro é assim. Dạ. Ok. Come on, Vietnam! Yeah. Obrigado. Come on, Vietnam! Thời cháy là gửi dung cái này các bạn, cái công trình mới đeo được. Yeah. Yeah, obrigado. Come on, Vietnam! Yeah. Come on, Vietnam! Come on, Vietnam! Come on, Vietnam! Parabéns, trabalho! Obrigado! Đấy, bây giờ là giờ nghỉ trưa các bạn nhé. Đấy, để xem vào là mọi người là ăn cái gì. Đấy, thì mình cũng sẽ xin một suất luôn các bạn nhé. Vì buổi trưa là trong bản rồi. Bình thường là có chanh, có xoài, nhưng hôm nay là vào ăn kẹ một tí. Đây các bạn, đây là đang chia khẩu phân đấy các bạn nhé.
Sinda fa. Yo, cola me mismo comida. ¿Ese para tu qué? Es de un otro. Đấy, bây giờ là chia phối các bạn nhé, sau sẽ là chia đồ ăn bên này là cá đã nấu bên này rồi. Đấy, nhìn rất thơm hấp dẫn các bạn. Chà pepa. Đấy, mình cũng phải kiếm xin kẻ một suất. Apa kata sendiri lah itu dah ni. Aduh. Seru ya. Nee, mọi người cứ mọi suất thế này các bạn nhé. Mọi bia bột ngô thế này và cả. Để cho mọi người chia như vậy, còn mọi người đang ngoài đang ngồi chờ cả bánh. Đã phô mến ấy. Đấy, mọi người cứ đang ngồi chờ đấy, chờ ở trong nhà bếp đấy. Chia phân, chia xuất xong bắt đầu mới được vào ăn. Cũng như ngoài này đang ngồi chờ. Các ạ, con dễ các bạn ạ, cả anh bắt lúc đầu đó là bắt được mấy con dễ này, đấy bây giờ là nướng ăn này. Cui á? Cui á. Ê, cha pep à? Cha có chưa? Eso me te la sale ahí, te dice, no te sale. Ăn dễ ăn ngô đấy các bạn ạ. Thôi mình ăn một con đấy, con để cho mọi người. Mấy chị đi đâu, mấy chị đi? Mấy con dâu xin. Xin được. Bất đi mình tên, bất đi là xa lắm. Đây là ngô các bạn. Quý à? Quý à? Ê, búc à có chê nhé. Chê nhé. É grilo. Đúng là có dễ nướng mắn thì đúng tuyệt vời các bạn. Você mete-se. Você é fumo, cuia.
Ăn dễ các bạn ấy, dễ là dễ chấm muối ăn tuyệt vời. Tri ban nó có mẹ đấy. Quý à, ngon. Các bạn đủ rồi kìa. Đang chén nhau đồ ăn các bạn. Bé tránh nhau bé cậu mình vào kiếm gì đây không? Đang chia nhau cả bạn. Yeah, đủ phân cho mọi người các bạn. Mình làm tạm bóng ngô. Chiều về nhà ăn xong. Mọi người ngồi ăn đây cả. Ăn cơ kìa. Quê. 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 Chà bếp á. Em nhỏ này là cùng hết phi lưu kìa. À, đấy là con của anh này các bạn nhé, ở gần đấy mà mẹ đã lấy cuộc ruộng ngô nên là qua đây cùng xin một tí ăn. Sobrinho camaramento. À, đi bạn. Sobrinho camaramento. Có thể lên một bên, chào các bạn. Chào các bạn. Đi em đã bỏ xuống. Đây giờ cũng để cho mọi người ăn cho tự nhiên các bạn. Đây, buổi chiều con tiếp tục công việc. Thì đây là ăn trưa đấy, ăn trưa thì mọi người mình cùng mua đồ ăn như vậy. Hôm nay thì là bột ngô với cá, ngày mai thì matcha, hay gọi là mì ý với là đùi gà đấy. Nói chung mà thay đổi, mình cứ mua buổi sáng là cứ tầm 10 giờ là mình sẽ mua đưa vào để cho mọi người nấu chuẩn bị bữa trưa ăn. Buổi chiều hôm nay cũng là làm sán mặn đấy, thì là buổi chiều là bắt đầu xây lên cả bàn nhá. Tất cả mọi việc đang bây giờ xây lên rất là nhanh. Đấy, thì video này thì mình cũng xin dừng tại đây. Mọi người thấy video này hay và có ý nghĩa thì nhớ cho mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh Hùng Cacao Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi để mình có động lực giúp đỡ những người dân nghèo ở miền núi Châu Phi và các em nhỏ mồ côi ở miền núi Châu Phi cả bạn nha. Chào, chào các bạn. Con đi. Chào bé ba. Chào bé ba. Ngon đi. Ngon. Việt Nam. Món này quý à? Món này quý à? Dạ bé ba. Để tuyệt vời. Ngon. Ngon. Quý à? Ngon. Ngon. Bà là ngon. 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 Problema está na pronúncia, hein? Ngon. Ngon.